Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng van đóng mở nước tự động chạy bằng pin. Ok, đầu tiên là anh em sẽ lắp cái pin vào trước. Nhà sản xuất không có cung cấp pin nha anh em, anh em sẽ tự mua pin về. Nó sẽ sử dụng hai cái pin 1.5 V AA, à, đây là cái loại thông dụng. Rồi, mình sẽ quay cái phần mặt sau. Mình gỡ cái nắp chụp pin ra. Rồi gắn cái pin vào theo đúng cái chiều. Sau đó anh em sẽ lắp cái pin, cái nắp pin đại pin lại rồi anh em nhớ uh, lắp cho kính nha vì cái phần này uh, nó uh, nếu mà cái vai này anh em lắp ở ngoài á uh, anh em phải lắp cho kính nếu không mà nước nó sẽ vô rồi sau khi lắp pin xong thì cái đèn màn hình nó sẽ hiển thị lên những cái thông số và bây giờ mình sẽ làm quen với những cái phím uh, tính năng ở bên phải trước nha anh em đầu tiên cái uh, phím uh, to và bự nhất là cái phím mà anh em sẽ dùng nhiều nhất nó được thiết kế dạng uh, xoay đó xoay sang uh, trái hoặc sang phải để uh, thay đổi hoặc là di chuyển đến cái giá trị mà anh em muốn nó sẽ có một cái phím gọi là phím ok để xác nhận những cái thay đổi đó hai cái phím còn lại được thiết kế dạng nút nhấn đây là cái phím thoát ra khỏi giá trị hiện tại và có một cái biểu tượng hình cái ổ khóa là cái phím khóa bằng phím có nghĩa là cái trên cái phím này nó tích hợp hai tính năng nha anh em và cái phím còn lại á là có cái hình cái vòi nước là cái phím chức năng mở nước bằng tay ok cái việc đầu tiên mà anh em sẽ làm á là anh em sẽ set up về cái thời gian cài về cái thời gian thực. Đây là đây là cái thời gian thực nó có cái chữ now nè anh em. Mình sẽ dùng cái phím xoay á để mình di chuyển đến cái vị trí là cái phần thời gian thực. Nè anh em lưu ý này nha. Khi mà mình xoay cái phím này á từ trái qua phải á nó sẽ tiến lên như anh em thấy nè, nó có cái mũi tên tam giác ngược nè. Và khi di chuyển tới đâu á thì nó sẽ nháy ở cái vị trí đó. Đó. Tiến lên là nó sẽ trái và phải là tiến lên còn khi mà anh em xoay từ phải sang trái á, là cái gì, nó sẽ đi lùi lại đó như anh em thấy và di chuyển đến vị, vị trí nào thì cái giá trị đó nó sẽ nháy liên tục và bây giờ mình sẽ dùng là phải qua trái để mình di chuyển tới cái phần mà cài hiện thời gian thật nha anh em nó sẽ nháy cái chữ nào nè và sau đó mình sẽ đi vào á thì mình sẽ nhấn cái nút ok để mình đi vào cái phần chỉnh. Rồi, bây giờ nó sẽ nhảy tới cái phần số 6 là cái phần uh, chỉnh giờ và anh em lưu ý cái chỗ này nữa nè. Và khi mà anh em uh, xoay từ trái qua phải á Khi anh em xoay từ trái qua phải á nó sẽ tăng giá trị lên. Đó, anh em thấy không? Xoay từ phải qua trái nó sẽ giảm giá trị xuống. Bây giờ mình sẽ tăng lên bây giờ là 9 giờ đi. Mình sẽ chọn là 9 uh, 9 giờ, tiếng là 9 giờ, nhấn ok và nó sẽ nhảy qua phút, mình sẽ chỉnh phút. Mình sẽ chỉnh là 9 giờ giảm về là từ uh, phải qua trái giảm về nha anh em xoay xoay để giảm về 9 giờ và sau khi anh, anh em nhắn xong á anh em sẽ nhấn ok để xác nhận rồi anh em đã chỉnh giờ xong rồi nha lưu ý là cái bước đầu tiên là anh em phải chỉnh giờ nha anh em sau đó mình mới bắt đầu mình hẹn cái thời gian mở nè và anh em có thể nhìn thấy nó có tổng cộng tất cả năm cái chương trình mở khác nhau bây giờ mình sẽ xoay cho anh em thấy này nha xoay từ trái qua phải để đến di chuyển tới từng cái chương trình một Bây giờ mình muốn cài cái chương trình nào á thì mình di chuyển tới chương trình đó chẳng hạn như bây giờ mình sẽ cài cái chương trình thứ nhất là P1, nó sẽ nhấp nháy mình chọn ok nè anh em. Nhớ là nhấp nháy, anh em mới được chọn ok nha. Rồi khi mà nhấn ok á thì nó sẽ nhảy tới cái phần start time nè là cái thời gian mở. Tiếp theo á chẳng hạn như là bây giờ mình muốn mở nó là cái trạng thái tiếp theo là 9 giờ 9 giờ đi. Và cái phút á là mình nhấn là 9 giờ 9 giờ 10 9 giờ 5 9 giờ 3 9 giờ 3 phút đi Là nó sẽ mở lên Tiếp theo Khi mà anh em nhắn ok á Thì nó sẽ nhảy qua cái chữ là how long Cái phần how long á Là cái phần thời gian mở của anh em là bao lâu Cái phần how long Mình muốn nó mở trong vòng Cái này thì nó thấp nhất á Nó là sẽ là 1 giây nha, nha anh em Đó 1 giây nè 1 giây Và cao nhất á Nó sẽ là 99 phút bây giờ mình sẽ hẹn cho nó khoảng uh, mở trong vòng một phút đi mình sẽ cho nó mở trong vòng một phút rồi nhấn ok để xác nhận rồi tiếp theo nó sẽ nhảy xuống cái tới tới cái phần đó how open có nghĩa là cái thời gian mà lặp lại uh, nó sẽ thấp nhất là một tiếng một tiếng nó sẽ lặp lại uh, đúng với lại cái cái uh, cái trạng thái uh, mở lên lặp lại tương tự thấp nhất là 1 tiếng nha anh em. Đó, 1 tiếng nó sẽ lặp lại. Và trong trường hợp là anh em muốn nó nhiều hơn á thì là 90. Sorry anh em, là 15 ngày. À, 15 ngày nó sẽ lặp lại. Tương tự. Ở đây á mình sẽ chọn là 24 giờ nha anh em. 24 giờ là 1 ngày á là đúng 9 giờ hôm sau là nó sẽ lặp lại. 1 ngày, 1 ngày nha anh em. 24 giờ là 1 ngày đó. Rồi sau khi xong hết rồi á, anh em sẽ nhấn ok đó là xong một cái chương trình uh, thứ nhất, chương trình mở thứ nhất. Tiếp theo á, anh em muốn uh, hẹn tiếp theo là anh em anh em xoay, anh em xoay để di chuyển tới cái uh, cái vị trí uh, cái chương trình tiếp theo và cài tương tự như vậy. Trong trường hợp mà anh em muốn tắt một cái chương trình nào đó, anh em chỉ cần xoay cái uh, núm vặn nè từ phải qua trái cho tới uh, anh xem anh em sẽ chọn cái phần mục là số uh, tiếng nha anh em. Cái này là hiển thị giờ, này là phút nè anh em sẽ xoay cái phần hiển thị giờ nó ở về cái mức là con số, đây là số 1 nha, xoay cái nữa, xoay từ phải phải qua trái nha anh em. Đó, là nó sẽ tắt cái chương trình mở đó, chương trình B2 là mình sẽ tắt nè. Rồi nhấn ok. Rồi trong trường hợp mình đang ở cái chương trình B2 nè, mà mình uh, di chuyển tới mà mình chỉ muốn thay đổi cái giờ thôi đó. Mình sau khi mình nhấn thay đổi giờ xong á, mình mua nhấn ok đúng không? Thì nó mình không muốn thay đổi những cái uh, thông số tiếp theo á thì mình sẽ nhấn vô cái phím chở ra ngoài, mũi tên sang trái nè, nhấn ra, nhấn ra ngoài là nó sẽ tự động nó sẽ ra khỏi cái chương trình uh, B uh, cái chương trình hiện tại đó. Thoát ra khỏi rồi, ok. Bây giờ trong trường hợp mà anh em muốn khóa cái bàn phím này lại để tránh tình trạng anh em lỡ mà có đụng vô á, nó bị di chuyển như thế này Thì anh em sẽ nhấn giữ cái phím mà có hình ổ khóa nè, cũng là cái phím mà lúc nãy mà thoát ra ngoài á. Nhưng mà anh em sẽ nhấn giữ khoảng 5 giây 10 giây gì đó. Đến khi nào mà nó có biểu tượng hình cái ổ khóa nè là nó sẽ khóa toàn bộ cái phím chức năng này lại. Đó, anh em sẽ không thao tác được. Đó, để mở thì anh em làm tương tự như cái phần thao tác khóa cũng nhấn giữ để mở lên rồi trong trường hợp mà anh em muốn mở tay á mở nước tay á thì anh em sẽ nhấn giữ cái này đó và khi mà nhấn nhấn giữ lên nó sẽ có cái phần hao lon là anh em muốn mở trong tự mở trong khoảng thời gian là bao nhiêu thì anh em sẽ nhấn xây em muốn bao nhiêu phút bao nhiêu giờ á, thì anh em chỉnh lên rồi nhấn ok rồi khi em nhấn ok nó sẽ bị hiện thị cái vòi nước và nó sẽ đếm ngược tới cái nó sẽ đếm lên cái phần thời gian mà anh em hẹn mở nè rồi rồi tắt thì anh em nhấn giữ rồi nó sẽ tắt, nó sẽ tự động trở về cái trạng thái mà anh em hẹn thôi. Rồi trong trường hợp mà anh em muốn bật cái tính năng cảm biến mưa lên á, anh em sẽ nhấn giữ nè, hai phím cùng một lúc, hai phím nhỏ cùng một lúc nè, nhấn giữ lên. Đó, khi mà nhấn giữ lên như thế này á, nó sẽ hiển thị một cái biểu tượng giọt nước nhỏ, giọt nước lớn là nó đang bật cái tính năng cảm biến mưa lên đó. Rồi muốn tắt thì anh em nhấn giữ lại thôi. Giữ hai phím cùng lúc là nó sẽ tắt đi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại